Vâng, và em chính nay em về được hai hoa hậu khủng long QXC mới 2000A. Đây là một trong những dòng đẩy công suất có âm thanh cực kỳ tuyệt vời, lực đánh cực kỳ mạnh nha các bác. Em giới thiệu và cũng đã phân phối các bác rất là nhiều, vừa rồi cũng đất hàng. Thì đầu năm đây em về được mười mấy con các bác, 12 13 con mà giao hết cho các bác trong vòng vài tháng. Và đất hàng thì nay em về được con hai con hoa hậu luôn nha. Và nó là cực mới, để các bác nào mình đang muốn sở hữu một con Queen C mới 2000A và nó đẹp cứng cựa như thế này, các bác có thể lựa chọn liên hệ cho anh Chiến để sở hữu một trong hai em này. Hai em có đồ đẹp cứng cựa như nhau, đều đồng giá như nhau nha các bác. Giá bên em mình luôn bao ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha. Em này thì các bác chơi loa thì thoải mái rồi, tiếng rất là hay, nghi a lóc không không có rền, là không có vang, nghi rất là phê rồi. Mà khi các bác ghép vào những con cặp loa cây như là JBL, loa full, loa nghi nhạc vừa hát, loa boss, đối với boss 3 series thì em này em đánh 3-4 cặp thoải mái nha. Và hoặc là hai cặp 701 hoặc là hai cặp 601 vân vân, hoặc là hai cặp full 30, hai cặp BMW bass 30 vân vân. Tiếng hay và đậm đà mạnh mỹ là đặc trưng của dòng QC rồi. Khi nghe những dòng QC thì luôn cho chúng ta một cái cảm nhận rất là tuyệt vời ở cái phân khúc tầm tiền. Nghe rất là uy lực, từ nó đưa vào tai chúng ta nghe rất uy lực từ ba dải. Hai con này cực đẹp nha các bác, điện châu Âu luôn nha, 220-240, rất là mới. Bác nào yêu thích và muốn sưu tầm nó thì alo cho em qua hai số điện thoại này nha. Vâng, và em chào tất cả các bác nha. Nay em về được hai siêu mẫu của dòng mà đẩy men công suất của QC cực kỳ hot, đó là model hết mới 2000A. Hai con này với nó là cực đẹp cho các bác nào mình sưu tầm nha. Hai con này đều sử dụng điện châu Âu nha các bác, rất là tiện. 220-240, về được hai em hoa hậu, có nói là rất là tuyệt vời. Các bác thấy cái đường chỉ xanh không? Nó mới tinh. Mới 2000A là một trong những con đẩy có chất âm rất là khỏe mạnh. Các bác chơi những dòng bass 40, full 40 hoặc là hai cặp 30, em này đánh 32 sò đối mặt đối xứng nha các bác. Mỗi tổng là 8-16 tụ lục nguồn, mỗi vé 16 con và sử dụng hai tăng phô riêng biệt. Tiếng rất là hay nha các bác. Nghe những dòng QC thì anh em thường ví von như là rất là phê. Nghe rồi thì rất là khó quên chất âm em nó, bởi vì cái tầm tiền mình bỏ ra thì nó quá là, so với những cái thương hiệu như Crown thì nó ăn đứt những model đắt hơn nó 5-7-10 triệu. Tại vì giá thành đang rất là hợp lý nha các bác. Nên là chơi như QC nghe rất là đã. Các bác nó rất là căng tiếng, ba dải sáng tiếng mạnh, nghe tiếng rất là uy lực. Được cái về trong hai đợt này là hai con thuộc diện là hoa hậu luôn, và điện là điện 220-240 nha, rất là tiện nữa. Các bác thấy độ mới này, từ mặt cho đến từ những cái tăng phô sáng tròn, và quan trọng nhất các bác nhìn cái mặt con này nó sáng tròn, chỉ sáng trưng luôn mới tinh. Đây là cái nắp của nó nha, em đã mở rồi đấy. Em này thì các bác chơi những cặp boss thì vô tư, BMB 2 cặp BMB 30, những cặp boss 601, 701, nếu mà 301 thì các bác chơi 2-3 cặp thoải mái nha. Còn lo full thì hai cặp full 30, hoặc là chơi một cặp 40 kìm thêm một cặp boss vân vân. Đây, con này là con phía bên trái này. Mời các bác ngắm mặt tiền của nó. Siêu đẹp nha. Giá là 14.500.000, bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng. Xịn trị giá là 300.000. Đây được tín hiệu vào là 6 ly. Cầm loa còn nguyên chưa khui luôn nha bác, những con này đa số hàng tồn kho là chính quá. Đấy, còn nguyên chưa khui này, khi mình về mình sử dụng rác bắp chú mình phải khui cái rác này ra. Đấy, còn nguyên chưa khui hết nhá. Khi em test là em sẽ khui ra để các bác về cắm bắp chú vào dây nguồn mới tinh. Về hai con này đều điện châu Âu hết, các bác khỏi cần phải qua ổ áp hay là đổi nguồn nha. Hai con hàng sưu tầm nha các bác, QC mới 2000A về được hai em mới kiến công. Rồi, bác nào chốt những hàng VIP này thì alo cho em, cực kỳ hot nha các bác, với chất âm nó mang lại tuyệt đỉnh lắm.
QC mới 2000A. Gặp bến shop em chiến qua hai số điện thoại trên, các bác liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại này. Chiến không đủ thì em sẽ bớt 300, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên em ship hàng nha. Ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác nha. Cấu hình rất là khủng, 32 sọ, 16 tụ lọc nguồn, 2 tăng phô riêng biệt đánh cho hai kênh. Cấu hình kiểu monolock để tăng hiệu quả chống nhiễu. Rồi liên hệ cho em chiến của hai số điện thoại trên để chốt những sản phẩm mà các bác đang yêu thích, và mời các bác đăng ký kênh. Nếu các bác nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh của em.